Theo trang ofsky.org, vào ngày 27 tháng 7 tới đây, trên bầu trời sẽ xuất hiện hiện tượng nguyệt thực màu đỏ. Đây được coi là nguyệt thực dài nhất thế kỷ 21 bởi nó sẽ kéo dài trong khoảng 1 tiếng 42 phút. Vào thời điểm diễn ra nguyệt thực, mặt trăng sẽ bị che khuất bởi bóng của trái đất trước ánh sáng của mặt trời và sẽ có màu đỏ. Hiện tượng này còn gọi là mặt trăng máu. Điều này xảy ra khi mặt trời, mặt trăng và trái đất nằm thẳng hàng với nhau. Theo nhà thiên văn học Bruce McClure của trang Sky, nguyệt thực xảy ra vào hôm 27 tháng 7 tới là lúc khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất xa nhất. Đồng thời khi đó, mặt trăng cũng ở điểm xa nhất của nó so với quỹ đạo. Sự trùng hợp này sẽ mang đến một nguyệt thực dài. NASA cho biết, hiện tượng nguyệt thực lần này sẽ kéo dài 1 tiếng 42 phút 57 giây và được quan sát rõ nhất ở nhiều nơi thuộc Châu Phi, Trung Đông, Trung Á và Đông Nam Á. Trước đó, nguyệt thực dài nhất thế kỷ 20 diễn ra vào ngày 16 tháng 7 năm 2000, kéo dài 1 tiếng 47 phút.